Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO Review của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một ICO mới khác, đó là Ingot Coin. Ingot Coin trang web của nó là www.ingotcoin.io. Thì mình sẽ giới thiệu qua từng phần về cái nội dung thể hiện trên cái trang web này, thì mọi người cùng theo dõi nhé. Hiện tại thì Ingot Coin trên trang web chúng ta thấy cái mô hình của đồng Ingot Coin thì nó xoay quanh những IC mã ký hiệu token là IC Community ha. Đây là cộng đồng ha. Cộng đồng. Tiếp đó là IC Liquidity Pool ha. Là giống như là pool á, IC pool ha, ok, IC Digital Bank ha, thì ở đây có phần đọc white paper thì click vào phần white paper hoặc là khi mình trước tiên là vào white paper. Đó, thì trên white paper đây khá là nhiều trang ha. Thì chúng ta có thể biết được những hầu hết là những cái thông tin cụ thể. Đó, thì khoảng rất là nhiều trang. 52, 60, 60 trang. Đó, thì nó sẽ khái quát toàn bộ nội dung của Ingot Coin trong đây ha. Ok, còn đây là tham gia. Khi click vào phần tham gia với chúng tôi, thì các bạn có thể sign up những cái thông tin này trên đây. Và có thể tham gia vào cái quá trình đăng ICO của cái đồng Ingot Coin này. Tiếp là ICO Project. ICO Exchange ha, IC Exchange. Đó thì ở trên đây thì nó có thể kết hợp được cái phần IC phần Exchange ha, IC Wallet, Wallet ha, IC ICO Accelerator ha. Rồi thì mình sẽ dưới đây thì có một cái video giới thiệu về Ingot Coin ha. Ingot Coin là gì? Coin là một cái wallet dựa trên blockchain để đủ đầu tiên để với bộ tăng tốc ngân hàng kỹ thuật số môi giới trao đổi chứng chỉ và bộ tăng tốc ban đầu, tất cả được đưa vào hệ sinh thái toàn diện để thưởng cho những người nắm giữ mã thông báo. Đó, tiền xu ingot là tiền điện tử phi tập trung sử dụng công nghệ ERC-20, ERC-20, ETH ha. Đó, thì mình cũng coi qua cái video này. Đó. Whether you're a professional trader who's already riding the blockchain wave, an investor, or even someone totally new to the crypto world, you must know that there are many entry barriers that are making the transition between the traditional and the crypto markets a long, costly, and risky process. Take, for example, the time-consuming high centralized data processing systems, which in most cases lead to loss of edge or even loss of lead in the market. Add to that the excessive fees that most intermediaries charge on trading and funding transactions. Moreover, you can't ignore the lack of efficiency in existing crypto exit strategies, which can cause major loss to participants should they decide to transfer their tokens into other financial instruments. Remember the end of 2017? To make it even worse, the lack of 24/7 markets and the inability to transfer current holdings to the crypto markets, along with the liquidity pools providing different prices for the same instruments, all have decreased the levels of trust and lowered the number of potential participants. Here's where Ingot comes. Ingot has decided to eliminate all the aforementioned market problems by designing a revolutionary ecosystem that is based on the blockchain technology, a system that will link both financial and crypto worlds and minimize the gap between the two. A system that is more efficient, less time, less cost, no intermediaries, easy exit strategies, more secure, more transparent, with unlimited data availability and market access. A system that ensures no means for market manipulation and leaking unethical or illegal money into the system. Last but not least, IC Ecosystem will serve as one-stop shop
for all your financial transactions, providing you with four different accounts upon registration, which are IC Exchange, IC Wallet, IC Bank, and IC Brokerage, in order to guarantee maximum security and ultimate convenience. To know more, please visit our website today. Okay. Đó là cái video giới thiệu về InGotCoin ha. Đó, thì mình cũng đã tóm gọn sơ bộ thông qua cái video này, thì chúng ta cùng xem tiếp. Phần ở trên đây, quay lại phần trên đây thì ở đây có thể phần đăng ký đó, và có thể mua quá trình ICO ha. Đăng ký xong thì có thể mua ICO trên ha. Shopcap thì đã huy động được 40 triệu đô là đã đạt được, và soft cap của dự án này rất là lớn, 40 triệu đô là đã đạt được rồi các bạn. Một dự án rất là tiềm năng với đội ngũ team rất là ok, good. Đây là dự án bán rất là tốt ha. Hiện tại chúng ta đang ở quá trình ICO phần đầu tiên đó. ICO đầu tiên thì sẽ kết thúc trong vòng 35 ngày nữa, 35 ngày 6 giờ ha. Đó, quá trình ICO, và ai có mua thì có thể click vào đây để có thể mua được. Ở trên đây là cái bản hướng dẫn để mình có thể mua được. Đó, thì các bạn click vào đây ha. Đó, là những cái bước sử dụng sao, các bước nè. Đó. Sử dụng để có thể mua được ha. Ok. Ở đây là chúng ta sẽ có những cái partner ha. Không phải partner mà là được đề cập bởi những cái trang web này ha. Hacknoon này, một trang web cực kỳ nổi tiếng luôn. Hacknoon. Đấy. Thì có nói về InGotCoin, đánh giá về InGotCoin rất là tốt ha. Đó. Mọi người có thể tham khảo những cái thông tin trên đây ha. Inside Bitcoin CCN ha. Ở đây thì điểm đánh giá của InGotCoin rất là cao. Thì ở đó là có ICO Max 9.1, ICO Data 97, này, Token Top 4.3, Coming 4.1, ICO Best, ICO Holder 4.61, rất là cao luôn, ICO Band 4.51. Đó, thì cái trang web này mình hay thường vào. Đó. Thì ở trên đây có nội dung là, về giới thiệu về đồng, token là IC và giá là 1 đô, sử dụng Ethereum. Chấp nhận những cái đồng này để giao dịch ha. Hiện tại soft cap 37 triệu, đã đạt được 40 triệu rồi, đã soft cap đã đạt được rồi, hard cap là 90 triệu đang chờ. Và rất có thể trong tương lai có thể đạt được ha. Ok. Ở đây được liệt kê theo là list ICO, founder ICO, ICO web, ICO market. Phần này chúng ta đã lướt qua rồi. Tiếp đến chúng ta qua cái phần roadmap. Roadmap thì đó. Thì click vào cái phần này thì chúng ta sẽ biết được những cái thông tin như nào ha. Xuất bản white paper mới xuất bản trong quý 2 này thôi ha. Bounty, chương trình Bounty Program hiện nay vẫn đang có. ICO vòng đầu tiên. Đó, vòng đầu tiên của ICO. Ha. Hiện tại chúng ta đang ở cái giai đoạn này. Sau đó thì sẽ có IC Wallet. Đó, ok. Nhóm và công ty. Đó, công ty. Thì đây là công ty ha. InGot. Rất là nổi tiếng, rất là rộng lớn luôn. Đây là những partner ha, Trade.io, một cái sàn exchange ha, một cái sàn exchange rất là tốt của Sin. Thì mọi người sau như vậy là sau khi mà đã thành công thì rất có thể là Trade.io này, một sàn giao dịch ha, và những cái ICO giống như là Gchain ha. Stellar đã thành coi rồi ha. Đó, những trang báo như Hacknoon, ICO hậu đồ cực là lớn luôn. Đó. Đội ngũ, chúng ta sẽ lướt qua cái phần đội ngũ này nhanh thôi. Thì đội ngũ cũng có Iman Mutlap là người sáng lập ra InGotCoin, là MBA ha. CEO. Tiếp đến là Sherik Ali Akhari ha, là đồng sáng lập co-worker CEO là Ali Shipit,
CFO là Ali Fakik, Ahmed Kamanki, Jake Mapak, CMO và CRO, Bruno B. Tansini, CSO, đội ngũ đây, Hadi Varuka, là giám đốc nghệ thuật, Ivas Tawi, quản lý cộng đồng blockchain, đó, đây là những người rất nổi tiếng, Jinlu này, một người rất là nổi tiếng, quản lý cộng đồng như Trung Quốc luôn, Community Manager, đó. Đội ngũ rất là đông đảo, cực kỳ đông luôn. Đó, Nathan Sunichi, William Long ha. Ở đây chúng ta sẽ có đội ngũ team ha. Team thì ở đây có đội ngũ cố vấn PR và marketing Warren Woodlock, Navin Kapoor, Sydney Ifan. Đó, đội ngũ rất là đông đảo. Đó, advisor ha. Đó, những người advisor đây ha. Đó, đó là toàn bộ cái trang web ha. Thì chúng ta có thể click vào đó, click vào những cái thông tin của những mọi người trên đây để tìm hiểu thêm. Đây còn có những cái thông tin khác về Telegram hay YouTube ha. Đây, chúng ta cùng qua cái phần cộng đồng Telegram. Cộng đồng Telegram thì hiện nay đã có cực cao luôn, 99.970 member, cộng đồng rất là đông. Shopcap đã được là thông báo trên đây rồi, ok, cộng đồng cực rất là đông luôn. Trên Facebook, fanpage Facebook và trang Twitter Facebook thì đã có 2.619 người theo dõi ha, cũng khá là đông. Twitter thì 19.500 người theo dõi, quá đông, số quá đông, một cái dự án rất là lớn, được marketing rất là dữ dội. Nghĩ với cái dự án này thì nhất định là sẽ thành công. Trước tiên là cái sắp cáp là 40 triệu này là đã hoàn thành rồi. Cho nên mình nghĩ đây là một dự án rất là tiềm năng và mọi người có thể tìm hiểu thêm để có thể đầu tư vào cái dự án này. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Whether you're a professional trader who's already